Xin chào tất cả mọi người. Thì chắc mọi người cũng đang trong dịp nghỉ lễ. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai của dịp lễ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5. Thì Fan TV cũng có một dịp được đến với bãi biển Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Thì mọi người cùng theo dõi cái clip của Dũng Phan, và mong mọi người hãy bấm like và chia sẻ video và bấm đăng ký kênh cho mình nhé. Chào đi, chào đi. Chào ta. Chào đi. Chào khán giả rồi đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người rồi đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bãi biển Quảng Đông nhé. Thì hiện tại là xa xa đâu kia là hòn đảo Yến. Đấy, còn phía xa mà có đâu kia nữa là khu lăng mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đá tập đá thế cho quen đi, đang đá trót trước.
sư à? Hả? Đưa đá từ từ, ê đưa đá nữa đây nào. Chú sĩ bông, không sợ không? Đá đá ông bông, bà đi nữa. Tập lên cái chiều lên chứ. Hả, đá không? Đưa mày xuống nè. Đá không? Đá thì tập. Đá con. Đá. Đá. Ông mẹ ơi. Trời ơi. Quá là anh. Anh nói mình hết. Này chắc cái gì mà thành ra khác. Sao? Nó bắt con bông lại. Đây quá bông. Bông sợ gì? Sợ gì? Nó bá là gì? Bây giờ chim mắt. Xuống luôn. Bơi được chưa? Chưa. Bơi đi, cầm bơi đi. Bơi bên lối cho phụ đấy. Cái được khô đấy mặt đâu. Ở phần đồng viên Olympic bơi này. Úi trời. Bơi chẳng cũng đuối, bơi này. Đây là những vận động viên cố tình bơi để đói bụng để lên ăn. Đừng đến cái bãi bơi. Hey. Của tôi khi chủ người lăn. Bắt đầu. Làm gì? 2, 3. Ông ơi, lên đây.
Không nhỏ lắm thế đấy. Tôm hùm á? Tôm hùm nhỏ nó cần kiều. Đấy. Tôm hùm nhỏ nó cần kiều. Kiều tôm đuôi hay là... Tôm đuôi cần 800. Loài nó 800 lớp tôm đuôi à? Dạ. Bên là tôm biển à? Người chị cũng kêu nước mà em không kịp tại vì người anh cực thừa em có người lại thúc em đông quá thì em đang mắc nước ngò bú bên ngoài cho xong thì mới đưa ra nước nha cái trường hơi lâu đấy cảm ơn mẹ đã và này được không cắm cái này người đó loài này lấy mấy con đấy chứ hả? Loài này lấy mấy con đấy chứ con lần vừa được 6 tặng 1 cân được mấy con? Cân 6-7 con đấy 6-7 con này với mấy cân này tôm thịt thì cân mấy? Phải ơi bây giờ 2.5-3.5 nhé. Anh đi đâu rồi? Ghe nhỏ mà ộp lắm, ghe to lắm. Con nào từ đâu? À, giới thiệu với mọi người rồi. Cái bạc chín này. Cầm chiều rồi ơi. Đấy. Có cá mú không? Tôm này của họ cân rồi đấy, mình bắt luôn rồi. Hả? Tôm này của họ đấy à? Của họ đó à? Dạ, họ cân rồi. À, lấy cả luôn à? Dạ, dạ. Bỏ riêng ra từ xe. Giờ tôi lấy tôm đi được mà lấy tôm to đấy thì tôm ăn tôm chú này tôm chú to này ra làm đến ngày 2 cá rồi bắt không tôm này lấy 3 con được. Đấy, có vị có tức tức chủ bữa nay tức tức chủ về nha. Lấy con đây là. Tôm chủ đi đâu cái xe đó. Là cho lớn là chủ nữa. Tôm ơi.
ba con con đứng về tới hai con đẻ con đưa con cưng con nữa cưng con nữa đó mẹ mẹ gắn mẹ món tên rồi vẫn có cái tôm 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 tụi còn cái tụi tôi định lấy bốn con tôm này nhá. Có tấm sủi nữa, tấm sủi tôm lên tôm nuôi như thế này. Dạ. Tôm lên tôm nuôi như thế này. Nuôi thử là nhẹ lại. Ừ. Nuôi. Cái biển lên nuôi biển thôi, cho con đang con nuôi hô được. Bạn lại lâu chưa? Dạ, 15 ngày nữa nè. Tôm bạc này thì làm món gì được này? Tôm này hấp nướng thôi. Để nướng. Nướng ấy, lấy cho mấy con. Lấy con đấy. Lấy sau có. Ê, nhiều ngán ngón. Hấp nhiều ngọt hơn. Hấp nhiều. Tôm này tôm chuối tôm đặc biệt thì hấp còn ngọt hơn, nướng nó ăn hơi sát. Rồi. Rồi nếu tôm đi thế thì bớt lại tôm đi nhé, tôm đi. Bớt lại cái tôm đi lại. Lấy người. Để đúng không? Ăn rồi luôn đó. Có cá mú không? Dạ có. Con vừa vừa á. Đó, cân chứ nó chạm đi luôn. Ừ. Không được đâu, không biết đâu. Thưa tấm sủ lắm mà cân mấy á? Là cân rưỡi rồi. Là cân rưỡi đó, có cân mấy đó. Cá chắc chở rồi hả không ơi? Cá... Hai bên lắm rồi. Con to hơn à? Con to hơn một tí. To thì hơn cân nặng hơn. Hứ? To thì hơn cân nặng hơn. Cân... Hả? Hai bên năm gòi con dừa là nấu cháo à? Dừa nấu cháo à? Ừ, nấu cháo đó. Đó là hấp cho họ ba gì ạ? Với còn mấy chiên cho họ? Sao? Hấp cho họ bốn chiên được, còn chiên cho họ. Cần luôn đấy. Không lấy cái đồ này, lấy hai cái miếng này với một. Mùi xanh rồi đó. Ôi, xanh. Cắt chỗ đi. Mấy chút lát đâu nữa tí? Chị chích lên nhập mẹ bán cho chị. Bán cho anh xuống này đứng lên. Cảm giác thấy cái tôm nó như thế nào? Ngon. Ừ. Chị chích lên cho bán thôi. Ok. Ăn cái cục trước. Mẹ ơi, cái gì mày cái gì ăn tôm diện tự nhiên ấy. Thank you.